Thưa quý vị, thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam đang dần hồi phục so với cùng kỳ năm 2022. Chính vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành đang tích cực mở rộng kinh doanh thông qua việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đến người tiêu dùng. Trong đó, có chương trình ra mắt lễ mở bán bánh bá trạng thủ công. Theo đó, nắm bắt sự gia tăng mạnh mẽ từ thị trường F&B, nhiều nhà hàng và khách sạn đã không ngừng cải tiến để mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Nổi tiếng với các món Quảng Đông tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng Levi thuộc Sheraton Sài Gòn Hotel and Tower không những tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn sáng tạo để mang đến sự hài lòng cho thực khách. Với sản phẩm bánh bá tràng thủ công được chế biến theo công thức gia truyền, cùng 5 lựa chọn khác nhau, mỗi chiếc bánh được tạo ra từ lớp vỏ nếp mềm dẻo, kết hợp với các nguyên liệu tuyển chọn sẽ phù hợp với khẩu vị từng thực khách. Hiện nay, để thực khách có thêm nhiều lựa chọn khi trải nghiệm các món ăn, ngành kinh doanh ẩm thực nói chung và nhà hàng Levi nói riêng đang dần nâng cao chất lượng những dịch vụ ăn uống. Điều này hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành F&B cũng như các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng.